Hoài Linh kiếm tiền tỷ đi xe ôm, em trai lại sống sang chảnh thế này. Dương Triệu Vũ thoải mái chia sẻ hình ảnh nhà cửa xế sang nhận kim cương hàng hiệu trên trang cá nhân. Hoài Linh là danh hài nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Anh tự bỏ tiền túi xây nhà thờ tổ nghề hơn 100 tỷ đồng nhưng vẫn giữ nguyên lối sống giản dị chân thật. Ăn mặc xuề xòa, đôi lúc nhiều người còn bắt gặp giám khảo Ân Rời Cậu Đây Rồi di chuyển bằng xe ôm. Những hình ảnh như thế này không còn xa lạ với Hoài Linh, anh thường được thấy di chuyển bằng xe máy của trợ lý. Số điện thoại phanh ruột hay chú xe ôm gần nhà luôn được Hoài Linh lưu trong máy và gọi nhiều để di chuyển tránh kẹt xe, tránh gây sự chú ý. Dương Triệu Vũ là em trai ruột của danh hài Hoài Linh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh đã có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt. Trái ngược với sự giản dị kín tiếng của anh trai, Dương Triệu Vũ lại thoải mái chia sẻ cuộc sống riêng trên trang cá nhân. Giọng ca sinh năm 1984 có cuộc sống giàu có sang chảnh sau nhiều năm miệt mài chăm chỉ làm việc. Trong một bài phỏng vấn năm 2018, Dương Triệu Vũ cho biết cát xê của anh khá cao trong showbiz. Tuy nhiên, nam ca sĩ xin phép không tiết lộ con số cụ thể. Mới đây, Dương Triệu Vũ khéo léo khoe hai chiếc nhẫn kim cương mới tậu trên trang cá nhân. Dù anh cố gắng lấy câu chuyện sang việc than thở vì lông chân mọc quá nhiều, song cặp nhẫn kim cương vẫn trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Trước đó không lâu, em trai danh hài Hoài Linh cũng khoe chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út. Tuy nhiên, nam ca sĩ 8X không tiết lộ giá trị của chiếc nhẫn này. Dương Triệu Vũ thích thú khoe thành quả sau một ngày đi mua sắm trên mạng xã hội. Mỗi lần đi du lịch nước ngoài, anh không quên tậu vài món hàng hiệu xa xỉ cho mình và người thân. Sau những chuyến lưu diễn vài ngày, đi du lịch sắm sửa trang phục cũng là cách để các nghệ sĩ được giải tỏa stress và làm mới bản thân. Nói về khả năng kiếm tiền của mình, Dương Triệu Vũ chia sẻ, tôi tự hào mình là một trong những ca sĩ bay show rất nhiều. Tôi cũng chịu khó cày, sở thích nào cũng tốn kém, nhưng tôi sống vừa phải với hoàn cảnh và không có đại gia bao. Tôi kiếm được và giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Vì lý do công việc, anh thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Chiếc xế sang màu đen được Dương Triệu Vũ cầm lái khi đi du lịch ở xứ sở cờ hoa, nhận được cơn mưa lời khen của người hâm mộ quá đẹp. Năm 2015, anh tậu chiếc xe hơi màu trắng làm phương tiện đi lại. Giám khảo Tuyệt Đỉnh Song Ca cho biết, chiếc xe này anh rất thích và phải tiết kiệm nhiều năm đi hát để có thể sở hữu được. Mỗi lần đi lưu diễn, anh thường được ban tổ chức bố trí xe limousine đưa đón tận nơi. Nội thất sang trọng bên chiếc limousine chở Dương Triệu Vũ tham gia một sự kiện. Nam ca sĩ khéo léo khoe chiếc túi hàng hiệu trong căn nhà ở Mỹ. Có thể thấy không gian sống của Dương Triệu Vũ được bày trí nội thất, ánh sáng tinh tế vừa phải tác lên sự ấm cúng. Một góc nhỏ khác trong căn nhà ở thành phố Orlando, bang Florida của Dương Triệu Vũ. Năm 2017, nhà của Dương Triệu Vũ bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy đi nhiều tiền mặt có giá trị. Ở Việt Nam năm 2013, nam ca sĩ mua một căn hộ chung cư có diện tích 170m², có 3 phòng ngủ tọa lạc tại trung tâm Sầm Uất của quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Để mua được căn hộ này, hoàng tử mắt hí đã sử dụng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm đi hát. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi sống trong căn hộ do chính mình làm ra. Dương Triệu Vũ thuê kiến trúc sư thiết kế nhà dựa trên toàn bộ ý tưởng của mình, nội thất và vật dụng trang trí phòng đều sử dụng gam màu trắng giúp căn hộ trông rộng rãi và thoáng mát hơn. Không phải là cái tên quá đình đám, nhưng cát xê của Dương Triệu Vũ thuộc hàng cao trong nghề. Một nguồn tin tiết lộ anh có thể kiếm 50 đến 100 triệu một show trong nước. Dương Triệu Vũ và anh trai Hoài Linh trong một chuyến du lịch năm 2017, nam ca sĩ nghỉ dưỡng tại một resort sang chảnh 5 sao. Anh cũng có sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu từ trang phục đến phụ kiện như túi xách và kính mắt.